Trong khi người hâm mộ Việt Nam vẫn đang sống trọn với niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại giải AFF Cup 2018, thì một niềm vui lớn nữa cũng vừa bất ngờ tới với chúng ta khi đại diện Việt Nam người đẹp Hơ He Nie được xướng tên trong top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Miss Universe 2018. Và thưa quý vị, chung kết cuộc thi diễn ra vào sáng nay ngày 17 tháng 12 theo giờ Việt Nam đã thu hút được sự theo dõi của đông đảo người hâm mộ sắc đẹp. Và việc đại diện của Việt Nam có mặt trong top 5 chung cuộc cũng đã làm nên lịch sử cho nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế. Sau phần trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội, top 5 thí sinh xuất sắc nhất được MC Steve Harvey công bố bao gồm Puerto Rico, Việt Nam, Philippines, Nam Phi và Venezuela. Hơ He Nie bước vào phần thi ứng xử, đây là vị trí lớn nhất trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp mà Việt Nam từng tham dự. Cô nhận được câu hỏi về phong trào Me Too. Người đẹp AD cho rằng phong trào Me Too không nói quá, bởi vì khi bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ lạm dụng tình dục, bảo vệ phụ nữ, đó là một quyền rất lớn. Con người chúng ta cần được bảo vệ và cần được tự do. Bản thân em không nói quá, bởi vì khi mà bảo vệ sức khỏe con người hay bảo vệ lạm dụng tình dục, bảo vệ con người, bảo vệ phụ nữ, đó là một cái quyền rất lớn. Con người chúng ta cần được bảo vệ và trong cuộc sống của chúng ta cần được tự do và cần được bảo vệ. Cảm ơn. Kết quả chung cuộc, đại diện Philippines giành vương miện Miss Universe 2018, đại diện Nam Phi và Venezuela lần lượt là Á hậu 1 và 2.